Những ngày gần đây, tại đường Hoàng Việt, phường 5, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, đã xuất hiện con đường bích họa mang tên Phố Ông Đồ, mở cửa đón khách đến tham quan, chụp hình check-in. Từ những bức tường thô xám, một người nghệ sĩ đã tạo nên những bức tranh sinh động về cuộc sống ngày Tết mang đậm nét dân gian Nam Bộ. Bên trong có các tiểu cảnh bắt mắt, nhiều bạn trẻ và gia đình đã xúng xính váy áo cùng nhau đến thưởng lãm, chụp hình đón xuân. Thì năm rồi em có thấy ở trên mạng mấy cái trang của Mỹ Tho đăng về cái phố Ông Đồ á, nên là em đi về đây em tham quan, em chụp ảnh để em review cho mọi người biết á. Dạ, cái giá trị là với cái chữ này vẽ bằng thư pháp á, nên là cái giá trị lưu truyền không có bị mai một á. Ông Đồ này bước đầu thì là ước nguyện của tôi nằm gọn trong nhà, sau đó thì được ủy ban phường thấy có tác dụng và đầu tư vô điện đóm và hiện nay đang làm. Thế bây giờ mình làm được cái này rồi, nếu tiếp tục có sự đầu tư ủng hộ của bà con và phường thì sẽ nhân ra toàn khu phố, rồi đến phường, rồi đến thành phố, là con đường của nó toàn vẽ như thế này thôi. Và trang trí bằng cái bích họa và những cái tác phẩm mà nó phục vụ cho cái đẹp. Phố Ông Đồ sẽ mở cửa phục vụ người dân vui Tết Nhâm Dần